Mến chào tất cả các bạn cùng đến với Kinh Y Lược Sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Matthew chương 6 từ câu 7 tới 15 của ngày thứ 3 thuộc tuần lễ thứ nhất mùa chay và bài suy niệm sau đây. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng khi cầu nguyện các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ vì cha các con biết rõ điều các con cần ngay cả trước khi chúng con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chiếu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lỗi lầm của họ, thì cha các con đứng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Các bạn thân mến, sứ điệp Tin Mừng vào mỗi mùa chay mời gọi chúng ta cùng đi vào nơi tĩnh lặng để gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện. Qua đó để chúng ta lắng nghe được thánh ý của Thiên Chúa rồi đem ra thực hành. Hình ảnh Đức Giêsu đi vào nơi hoang địa mà Tin Mừng Thánh Marco đã tường thuật lại cho chúng ta trong ngày thứ tư lễ tro vừa qua là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta trong cung cách sống đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện vẫn luôn là hơi thở, là căn bản của tất cả mọi hoạt động trong giáo hội, là tâm tình của người con thảo đối với người cha đứng ngự trên trời, là thể hiện niềm tin và phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng đại lượng của Ngài. Nằm trong ý nghĩa đó, tôi xin đăng cử một câu chuyện như sau. Có một em bé nọ vâng lời mẹ xách giỏ ra tiệm tạp hóa. Em cẩn thận đọc cho người bán hàng tên của từng món đồ mà mẹ em đã ghi trên mảnh giấy. Người bán hàng nhìn em và để ý theo dõi từng cử chỉ cẩn thận của em một cách thích thú. Sau khi đã xếp gọn các món hàng vào giỏ cho em, ông dẫn em đến trước một cái thùng đầy kẹo. Vừa mở nắp thùng, ông vừa bảo em thò tay vào thùng lấy kẹo. Em bé vui mừng thò tay vào thùng rút ra một cái kẹo. Người bán hàng bèn khích lệ em và nói: em hãy bóc lấy đầy lòng bàn tay của em. Em bé tinh nghịch mỉm cười đáp: vậy ông hãy bóc lấy kẹo cho con. Người bán hàng ngạc nhiên hỏi: tại sao vậy? Em bé dí dỏm trả lời: tại vì bàn tay của ông lớn hơn bàn tay của con rất nhiều. Thưa các bạn, câu trả lời của em tuy ngây ngô nhưng lại ẩn dấu một ý nghĩa rất sâu xa. Với cái nhìn trong sáng và trực giác bén nhạy của tuổi thơ, em đã biết nhìn nhận sự bé nhỏ của mình và sự lớn lao của người khác. Vì lòng khiêm tốn sinh lòng tin tưởng, đó là thái độ nội tâm của mỗi người chúng ta cần phải có khi cầu nguyện với Thiên Chúa. Người đàn bà ngoại giáo xứ Canaan là một mẫu gương sáng chói về lòng đơn sơ, khiêm nhượng, tin tưởng và trung kiên khi cầu nguyện. Vâng lại Ngài, vì chó con cũng được ăn những bánh vụn của chủ từ bàn rơi xuống. Đó là cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất, vì không tự cho mình có quyền đòi hỏi nhưng chỉ trông vào lòng nhân từ Chúa, như kiểu chó con đợi bắn từ bàn ăn rơi xuống. Cầu nguyện, thưa các bạn, vì vậy là thân thưa cùng Thiên Chúa với niềm giao tình. Người là cha nhân từ đầy yêu thương đại lượng, là người cha có trái tim rộng mênh mông như biển cả, có bàn tay lớn và quyền phép vô cùng. Người đã tác thành mọi sự trên trời dưới đất. Lịch sử đã có lần kể lại như thế này. Người con gái của Cartmart, triết gia vô thần, đã có lần tâm sự với một người bạn như sau: tôi lớn lên mà không hề biết đến bất cứ tôn giáo nào. Tôi cũng không tin tưởng Thiên Chúa.
Thế rồi tình cờ tôi đọc được một quyển sách, trong đó có lời kinh khác lạ. Tôi đọc hết lời kinh ấy và tự nhủ, nếu quả thật Thiên Chúa của lời kinh đó hiện diện, tôi nghĩ rằng tôi có thể tin Ngài được. Người bạn đó hỏi, xin cho biết đó là lời kinh nào. Người con gái của Cát mới từ từ đọc lại kinh lạy cha. Trong tin mừng hôm nay, thưa các bạn, Chúa Giêsu cũng đã chỉ ra cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta cầu nguyện bằng kinh lạy cha. Qua đó, Ngài nêu bật thái độ phải có khi cầu nguyện trước hết là tinh thần đơn sơ khiêm tốn, gặp gỡ thân tình với Chúa hơn là nói nhiều ngoài môi miệng. Kinh lạy cha là kiểu mẫu cho tất cả việc cầu nguyện. Theo Thánh Luca, kinh lạy cha có 5 lời nguyện, trong khi đó ở phúc âm Thánh Matthew có 7 lời nguyện. 3 lời cầu đầu tiên nói về Thiên Chúa đứng mà Đức Giêsu dạy chúng ta gọi là cha. Lạy cha chúng con ở trên trời, sau đó chúng ta xin danh thánh cha được hiện vinh, nước cha được lan rộng trên thế gian, nhất là trong tâm hồn con người, và xin cho thánh ý cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong phần 2 có 4 lời nguyện xin lương thực hàng ngày, nghĩa là xin cơm bánh nuôi thân xác và của ăn nuôi hồn, tức là lời Chúa và mình thánh Chúa. Xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng để được tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ lỗi lầm của anh em. Xin luôn kiên trì để lứa thắng cám dỗ hàng ngày, nhất là trong cơn thử thách sau cùng trước sự tấn công của tà thần muốn đưa chúng ta xa lìa Chúa. Xin ơn giải thoát mọi sự dữ để chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa và phụng sự tha nhân mọi ngày trong đời sống chúng ta. Kính lạy cha, thưa các bạn, vì thế không chỉ là tâm tình phó thác của chúng ta dâng lên Thiên Chúa, không phải chỉ nói lên mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa, mà còn là mối liên hệ giữa chúng ta đối với nhau. Thiên Chúa là cha, cho nên tất cả chúng ta đều là anh em với nhau. Kính lạy cha không chỉ tỏ lỗi cho chúng ta tình phụ tử, mà còn tỏ lỗi cho chúng ta tình huynh đệ. Sau hết, chúng ta cùng cầu nguyện lạy Chúa, xin dạy chúng con biết đến cùng Chúa với lòng tin tưởng vững mạnh và tâm tình phó thác như con thơ nép bên cha hiền. Chúng con tin rằng Chúa là cha của chúng con. Đường lối của Chúa vừa xa tầm hiểu biết của lý trí hạn hẹp chúng con. Tình thương của Chúa quá mênh mông hơn lòng ích kỷ của con. Bàn tay của Chúa lớn gấp trăm ngàn lần bàn tay nhỏ bé của con. Xin cho mỗi người chúng con được luôn tin tưởng và phó thác nơi Ngài. Chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn có thêm được một ngày mới được tràn đầy an vui.